sân vận động bị dột và những hình ảnh gây sốc ở Euro 2024. Mái sân vận động Signal Iduna Park bị dột, người hâm mộ mắc kẹt 3 tiếng. Phương tiện giao thông công cộng ùn tắc là những khoảnh khắc khó tin tại Euro 2024. Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia tại bảng F. Euro 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu khi mưa bão đổ bộ Dortmund hôm 18 tháng 6. Lượng mưa lớn tích tụ đã khiến phần mái che của sân Signal Iduna Park bị dột. Nước từ những lỗ thủng trên mái nhà chảy xuống xối xả trên các hàng ghế khán giả. Các cổ động viên chạy tán loạn trên khán đài. Di chuyển đến khu vực cuối sân nhà của Borussia Dortmund để tìm nơi trú ẩn trong cơn mưa không ngớt. Trong khi đó, nhiều nhân viên sân vận động cố gắng đẩy nước xuống cống ở phần sân cỏ bị ngập nặng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn khi các cổ động viên của hai đội bóng lao vào nhau xô xát. Đây không phải lần đầu tiên fan bóng đá gây gỗ tại giải đấu năm nay. Đội tuyển Albania bị UEFA trừng phạt sau trận thua 2-1 trước Italy. Cổ động viên Albania đã gây ra một vụ hỏa hoạn trong lúc ăn mừng bàn thắng nhanh nhất lịch sử Euro của Nedim Bejrami. UEFA đã quyết định đóng mái sân vận động Frankfurt Arena trong trận đấu giữa tuyển Anh và Đan Mạch. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã được ban hành trên khắp các khu vực miền Tây và miền Trung nước Đức hôm 19 tháng 6. Các khu vực dành cho người hâm mộ ở Dortmund, Dusel và Gelsenkirchen đều đóng mái che do điều kiện thời tiết bất lợi. Tờ Bild của Đức dẫn lời nhà khí tượng học Dominic Jung nói rằng việc đóng mái sân vận động là cần thiết vì thời tiết xấu, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Hiệp hội những người ủng hộ bóng đá, FSA, cho biết họ bị mất tinh thần trước sự hỗn loạn khi chứng kiến những người hâm mộ mắc kẹt ở Gelsenkirchen 3 giờ sau khi trận đấu giữa Anh và Serbia kết thúc hôm 16 tháng 6. Nguyên nhân là các phương tiện giao thông công cộng như tàu lửa, xe điện đều tắc nghẽn, chậm trễ. Báo chí Anh gọi tình trạng giao thông ở Đức trong những ngày qua là cơn ác mộng. Anh, Serbia không phải là trận đấu duy nhất bị ảnh hưởng. Tại trận khai mạc giải đấu vào ngày 14 tháng 6, các chuyến tàu chạy từ trung tâm Munich đến ga Frobmensin. Gần sân nhà của Bayern Munich, Allianz Arena đã bị ùn tắc, gây ra sự chậm trễ kéo dài cho hàng nghìn người hâm mộ Đức và Scotland. Khung cảnh hỗn loạn trên tàu hỏa và xe điện đã dẫn đến giá taxi tăng vọt. Một số người phải chọn cách đi bộ hàng km để về nhà hoặc tới sân vận động. Một cổ động viên cho biết những người quản lý sân đã xin lỗi và giải thích rằng đây là trận đấu đầu tiên của họ. Trong những năm gần đây, dịch vụ đường sắt tại Đức ngày càng xuống cấp. Vào năm 2023, tỷ lệ đúng giờ ở ga Deutschbahn đã giảm xuống dưới 60%. Giảm từ mức 80% vào năm 2020. Năm 2022, hơn 1/3 tổng số chuyến tàu đường dài bị trễ ít nhất 6 phút, mức tệ nhất trong vòng 10 năm.